kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin bầy chuột nhất làng vàng không dám tóm lê thành thản vì sợ uy trùm đảng khi người ta nhìn thấy sự hung hăng trong bộ máy công an với dân không ai nghĩ lực lượng này lại là chuột nhất đến thế cả một bộ máy công an từ cấp tỉnh đến trung ương đều chỉ dám làng vàng quanh ông lê thành thản mà không dám tóm ông này mặc dù đã có lệnh khởi tố vụ án khởi tố bị can công an thành phố hà nội không dám bắt ông lê thành thản cho đến nay, người ta chỉ thấy một mình ông Linh Văn Nơi là dám nói, dám làm. Hầu hết các tướng công an còn lại đều không dám nói và không dám làm. Đối với trường hợp tội phạm có quên biết lớn, lẽ ra ông Lê Thành Thản đã bị bắt để điều tra từ hồi tháng 7 năm 2019 khi cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Thành Thản. Chủ tịch tập đoàn Mường Thành đồng thời thực hiện khám xét trụ sở công ty này tại bán đảo Linh Đàm, quận Hoàn Mai và thu giữ rất nhiều tài liệu. Tuy nhiên, Giám đốc Công an Hà Nội, Đoàn Di Khương đã không dám động thủ với ông Lê Thành Thản. Ông Đoàn Di Khương cấp hàm trung tướng, từng là trợ lý cho ông Trần Đại Quang. Vị trí mà ông Đoàn Di Khương có được cũng nhờ ông Trần Đại Quang sắp xếp cho. Tuy nhiên, sau khi ông Trần Đại Quang bị kẻ giấu mặt cho những bệnh lạ mà qua đời, có người nói rằng lúc đó ông Đoàn Di Khương nhìn đâu cũng hoảng mà đặc biệt là đối với những vết tích của ông Tổng Bí Thư để lại. Một tướng võ nhưng đứng trước quyền lực vẫn là chuột nhắt Ông Trần Đại Quang mất, ông Đoàn Duy Khương cũng bay khỏi ghế giám đốc công an thành phố Hà Nội sau đó. Mới ngày 23 tháng 4 vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Thành Thản, chủ, tịch chủ tịch tập đoàn Mường Thanh để điều tra về tội lừa dối khách hàng. Theo quy định tại điểm D khoản 2 điều 198 Bộ luật hình sự năm 2015. Tuy nhiên, lần này công an thành phố Hà Nội cũng không dám bắt ông Lê Thành Thản, nhân vật chính trong cáo trạng và là bị can của vụ án này. Đến năm 2023 là 5 năm, công an Hà Nội đã khởi tố Lê Thành Thản nhưng vẫn không dám bắt. Cho đến nay, công an thành phố Hà Nội, viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội và cả tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đều không dám ban hành lệnh bắt giam với ông cả ba cơ quan tố tụng hình sự đều như chuột nhắt, đều sợ quyền lực đang chống lưng cho bị can của vụ án với sự hèn nhát của các cơ quan tố tụng vậy ai dám đưa dưỡng lê thanh thản ra tòa đây một nền tư pháp như thế này mà làm sao có thể vì công lý cho được không bao giờ sự trần trừ không dám tóm lê thanh thản là một hình ảnh đáng xấu hổ về một nền tư pháp tự xưng là pháp quyền xã hội chủ nghĩa hàng loạt kẻ có quyền có chức trong tay được trao nhiệm vụ thực thi pháp luật. Trong tay đã nắm bằng chứng của kẻ phạm tội, nhưng cả một bộ máy đã đun đẩy nhau cứ làng vàng bên ngoài chỉ trỏ, mà không dám bắt tội phạm tạm giam để điều tra. Công an, Viện Kiểm sát và Tòa án Hà Nội thực sự chẳng khác nào một bầy chuột nhát vậy. Vào ngày 5 tháng 5 vừa qua, tại cuộc họp báo thường kỳ chính phủ, báo chí đặt câu hỏi đến người phát ngôn Bộ Công an về vụ án liên quan đến tập đoàn Mường Thanh của ông Lê Thanh Thản ông Tuần Sổ Trung tướng, người phát ngôn Bộ Công an Việt Nam cho biết, vụ án liên quan đến ông Lê Thanh Thản, chủ tịch tập đoàn Mường Thanh là vụ án phức tạp, phải năm lần điều tra bổ sung, kéo dài từ năm 2019 cho đến nay. Đã không dám bắt thì làm sao điều tra dễ dàng cho được đây? Vụ án này phức tạp là vì tất cả đều sợ Lê Thanh Thản. Sợ không dám bắt mà không dám bắt thì làm sao điều tra cho được? trong năm năm qua công an thành phố hà nội gần như bế tắc vì không ai dám hỗn với đại gia lê thanh thản nguyên nhân được cho là từ bốn câu thơ trong lá bùa hộ mệnh của ông lê thanh thản có được nó được đàn chuột nhất xem là thánh chỉ nên điều tra gặp khó là phải còn với ông nguyễn phú trọng thì lại càng khó hiểu phải chi ông bật đèn xanh thì đám chuột nhất xông vào nhà lê thanh thản ngay đằng này ông không bật đèn xanh cũng không bật đèn đỏ làm đám chuột nhất của bộ máy tố tụng thành phố Hà Nội, cứ sợ bóng, sợ gió, không dám hành động. Nói về cái gọi là công lý của chính quyền Cộng sản thì cũng lắm chuyện bi hại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Bầy chuột nhất làng vàng không dám tóm Lê Thanh Thản vì sợ uy trùm đảng. Cuộc chiến không cân sức trong ngành ngân hàng, còn cưng được bồi bổ, con ghẻ thì bị thít cổ khi nền kinh tế tệ hại thì ngân hàng cũng khốn đốn theo bởi nhiều doanh nghiệp mất khả năng trả nợ thì nợ xấu của ngân hàng cũng vì thế mà tăng lên rất nhanh trong cơn khủng hoảng chỉ có những ngân hàng vốn mạnh mới trụ nổi còn những ngân hàng yếu thì sẽ rụng như sùng nếu nói ở mỹ ngay cả cục dự trữ liên bang cũng là của tư nhân thì ở việt nam khác hoàn toàn ngay cả các ngân hàng thương mại thì nhà nước cũng chọc tay vào sở hữu mà một khi nhà nước tham gia thị trường thì đấy là cuộc cạnh tranh không lành mạnh còn cưng thì được bồi bổ. Hiện nay bốn ông lớn ngành ngân hàng đều là doanh nghiệp của nhà nước, đó là Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank. Bốn ngân hàng này thực tế là doanh nghiệp cổ phần nhưng nhà nước nắm trên 50% vốn điều lệ, có thể nói đây là những ngân hàng không thể bị phá sản bởi nó là con cưng của chính phủ. Còn lại những ngân hàng tư nhân thì khác, không được hưởng những đặc quyền, đặc lợi ấy muốn là cổ đông của bốn ngân hàng lớn không phải dễ. Những suất đấy dành cho sân sau của các xếp bộ chính trị, chứ tay ngang không chen vào được. Bởi nếu được làm cổ đông cho những ngân hàng này sẽ an toàn hơn những ngân hàng ngoài quốc danh rất nhiều, vì nó được ưu tiên, mà đặc biệt là ưu tiên về việc hỗ trợ nguồn vốn. Cho tới nay, ngân hàng nhà nước Việt Nam vẫn còn dùng chính sách hạn chế mức tăng trưởng tiến dụng, tức là áp rồm tiến dụng, để can thiệp vào việc cho vay của các ngân hàng thương mại có nhiều ngân hàng thương mại bị ngân hàng nhà nước áp rôm tiến dụng một cách thô bạo. Họ nhận tiền gửi của khách hàng mà không thể cho vay vì cạn rùm. Vì vậy, họ đã cấu kết với các hãng bảo hiểm nhân thọ để lùa khách hàng qua bên bảo hiểm hoặc có ngân hàng cấu kết với các doanh nghiệp phát hành trái phiếu, lùa khách hàng gửi tiền vào thị trường trái phiếu doanh nghiệp đầy cạm bẫy và rủi ro. Chính trò lùa gà này là điểm yếu chết người, khiến cho chính quyền đã phải ra tay nếu không ngân hàng sẽ sụp đổ. Con ghẻ thì bị thít cổ. Hiện nay, nhiều ngân hàng đang rơi vào tình trạng sống dở, chết dở. Tuy nhiên, đó chỉ là những ngân hàng tư nhân, chứ ngân hàng thương mại có vốn nhà nước không bao giờ bị rơi vào thảm cảnh này. Việc áp room tiến dụng cho các ngân hàng thương mại cũng không công bằng. Với những ngân hàng có nguồn vốn nhà nước, bao giờ cũng được nối rôm để họ khai thông đầu ra dòng tiền cho vay. Còn với ngân hàng tư nhân, room cho họ rất hẹp, nên dòng tiền cho vay bị nghẽn và vì bị nghẽn nên họ mới tìm cách lách luật. Họ lùa ga của họ vào bảo hiểm, vào trái phiếu và thế là họ bị đập tàn. Nói tóm lại, bóp nghẹp ngân hàng cũng là cách nhà nước ra tay đánh cho sụ lại. Đó là chiêu trò của nhà nước. Mới đây, ngân hàng nhà nước phối hợp với các cơ quan thẩm quyền phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ trong nhóm 4 ngân hàng Việt Tim Việt BIDV và Agribank trong khi đó, bốn ngân hàng tư nhân chịu không thấu chính sách room tiến dụng đã phải ngã gục. Đó là bốn ngân hàng yếu kém thuộc diện kiểm soát đặc biệt bao gồm ngân hàng Đông Á và ba ngân hàng không đồng khác. Khi các ngân hàng bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt thì xem như những cổ đông của họ có khả năng mất trắng tiền đầu tư. Bởi ngân hàng nhà nước chỉ đạo đảm bảo an toàn tiền gửi cho khách hàng mà không đảm bảo giá trị cổ phiếu của những ngân hàng này. Năm nay, ngân hàng nhà nước tiếp tục quăng thẳng lọc mới đây bà nguyễn thị hồng thống đốc ngân hàng nhà nước nói rằng ngân hàng nhà nước vẫn cần duy trì công cụ hạn mức tiến dụng nghĩa là trò chơi quăng thòng lọng thít cổ các ngân hàng thương mại sẽ tiếp tục có thể năm nay sẽ có thêm một số ngân hàng tư nhân rơi vào tình trạng khốn đốn như bốn ngân hàng đã bị đưa vào diện đặc biệt khi các ngân hàng tư nhân gục ngã thì thị trường tài chính sẽ rơi vào tay các ngân hàng thương mại có vốn của nhà nước khi đó cuộc chơi trên thị trường vốn vốn không cần sức lại càng mất cân bằng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Cuộc chiến không cần sức trong ngành ngân hàng, con cưng được bồi bổ, con ghẻ bị thịt cổ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo ĐỀ để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo ĐỀ